Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu, bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn nha. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, mời nhà mình giao lưu cây đầu tiên của tập này. Cây đầu tiên của tập này có mã số là 231. 231 là một cây sam núi trái luôn nha. Đế đẹp luôn, form thiên nhiên. Đế nè, cây sống khỏe lâu năm rồi nha. Đang nuôi tay cành rất là khỏe luôn. Đây nè, coi tay cành nuôi nè. Rất là vip luôn. Cây này thì có hoành ở đây là 14, cây cao là 34, đang nằm chậu là 33, chậu nuôi nha, chậu này chậu nuôi. Nhưng bên nhà vườn sẽ gửi theo chậu này luôn để cho nó ổn định cái cây hơn. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 5.000k bao ship luôn nha. Nếu như mình xem ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. 5.000k bao ship là một cây sam núi trái nha. Cái này là cây trái luôn, 100% luôn nha. Cây khai thác, còi đế nè, rất là quẩn luôn. Nói chung mấy cái đồ này là đồ tuyển chọn thôi nha, chứ không phải là đồ tầm thường. 5.000k bao ship. Cây cao là 34, đế rất là đã luôn. Cây này mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha. Nó được cái là cây trái, 5.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 232. 232 là một cây sam núi trái nha. Cây này có hoành 14, cây cao là 85, tán rộng cỡ tầm 100. Cây này đang nằm chậu là 47 phải. Em đo lại với anh cái. Chậu lọt lòng 47. Này. Cây này đúng không? Chậu lọt lòng 47. Cây này nó có phần củ ở đây luôn nha. Phần củ dưới gốc luôn. Ngay chỗ đây là hoành 14 nè, có phần củ riêng nữa nè. Đó cho mình xem. Cây này là sam trái luôn nha. Nuôi rất là lâu năm rồi. Chung mà đánh theo kiểu form thiên nhiên. Làm theo kiểu form thiên nhiên luôn nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 12.000k bao ship luôn nha. 12.000k bao ship. Cây rất là đã luôn. Sam núi trái luôn. Cây này mỗi lần nó ra trái là thôi rồi luôn. Rất là đã. Cây thân lắc lượng luôn nha. Cây này mình chiêm ngưỡng luôn. Nó bị lũa chỗ này một chút xíu nha. Nhưng mà không sao, rất là chắc chắn luôn. Đây, nó bị lũa chỗ này tí xíu nhưng mà không sao, nó rất là chắc chắn. Thân rất là đẹp luôn. Thân thiên nhiên là tuyệt vời rồi. 12.000k bao ship luôn nha. Nếu mình ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 233. Wow, cây này số rất là đẹp. Mã số là 233. Cây này có tổng hoành. Cây này rất là quái luôn nha. Tổng hoành là 93. Cây cao là 53. Đang nằm chậu là 53. Dài 53, rộng là 33. Số rất là đẹp. Mã số là 233 luôn. Rất chi là okay. Cây rất là quái luôn nha. Đây mình xem nè, xem cái độ quái của cây nè. Này, lên đây nó quằn ở đây. Đó, nó quằn ở đây, nó quằn ở đây, nó xuống đây, nó xuống đây ở đây cái đỉnh đây. Đó. Đó. Ngậm ngọc luôn nha mình. Cái này mình nhìn nó đây, mình nhìn nó tựa tựa giống như một cái bào thai vậy nha mình. Rất là đẹp. Rồi, cho em nói vài dòng đi. Cây này là cây dúi nha.
cây dúi hoặc là cây rúi gì đó. Còn trong bonsai mình gọi là hoàng anh mộc, cây này rất là quái luôn. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 6.000k bao ship luôn nha. 6.000k bao ship là một cây dúi quái. Cây rất là đã luôn. Cây sống khỏe rồi nha mình, rễ rất là khỏe luôn. Cái này về mình tạo tán bonsai nữa là ok thôi. Cây quái. Mã số là 233. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 234. 234 luôn nha. Là một cây cẩm thị VIP. Lũ thép âm thân luôn. Lũ rất là già luôn nha. Cây này lũ rất là già, quăng tự nhiên luôn. Rất là đen luôn nha. Cây rất là đen. Rất là đã luôn. Đế nở, đế trải vuốt ngọn luôn nha. Đây, vuốt ngọn lên đây luôn. Tay cành thì bao đẹp luôn. Tay cành là tuyệt vời luôn. Đây, mình coi dàn đế nè. Rồi, cây này có số đo hoành ngay chỗ này là 94. Cây cao là 88. Cây này đang nằm chậu là 68 nha. Chậu 68 lọt lòng á. Nhưng mà khi mà gửi là cây này không có gửi chậu. Đó. Chỉ nhổ ra, nói chung là cây này nó thùng lâu rồi. Tại vì tay cành đã làm qua mấy nước rồi. Nó lâu năm lắm rồi. Đó. Cây này rất là VIP luôn nha. Cây này bao VIP luôn. Cây này là cây đẳng cấp luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 15.000k bao ship luôn nha. 15.000k bao ship, khỏi ai bóc luôn. 15.000k bao ship. Cây bao đẹp luôn. Cây này mang đẳng cấp luôn nha. Cây này mình làm ra cây là tuyệt vời luôn. Như cây này có trái qua đợt nào vậy ta? Chưa. À, do cây đang nuôi lên nên là nó mới đậu bông mà chưa đậu trái. Cây rất là già này, rất là già luôn, già mà nó mốt nữa, rất là mốt. Cây rất là mốt, đế đế là bao đẹp luôn nha. Cây này 15.000k bao ship là cũng chưa hẳn đã xứng đáng luôn, nó phải hơn thế nữa. Nhưng mà nhà vườn rồi ok. Wow, cây đế rất là đẹp. Đế nè, đế rất là quẩn luôn nha. Cái này mà mình khi mà mình xịt nước lên á, nó rất là đen cái da, rất là lực cây. Rồi nếu nhà mình đồng ý thì nhà vườn xin giao lưu là 15.000k bao ship. Ai có nhà ý rước cây này thì ủng hộ luôn nha. Cây này mang đẳng cấp rất là đã luôn. Lũ thép bao đẹp luôn. Dàn lũ này là tuyệt vời rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 235. 235 là một cây sơn liễu khủng luôn nha. Đế nu luôn. Nu toàn toàn đế luôn. Đặt cốt luôn nha. Cây này rất là VIP luôn. Chung mà cây này mới ở giai đoạn phôi thôi. Nhưng mà cũng mang đẳng cấp rất là cao luôn nha. Sơn liễu khủng mà đế như thế này thì bao đẹp rồi. Cái hoành đế đây nè, cái hoành cũ đây nè là 43. Cái hoành ngay chỗ này là 22. Cây cao là 50. Đang nằm chậu lọt lòng là 47. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 6.500k bao ship luôn nha. Cây này rất là đẳng cấp luôn. Cây này ra hơi bị đẳng cấp á. Đây, đế nè. Đế bao đẹp luôn. Đế rất là quẩn đế mà nó có nu đế luôn. Rất là già. Cây rất là già cây. Rồi em quay vài vòng nữa. Cây rất là đã luôn. Sáu ngàn năm trăm k bao ship luôn nha. Không có chậu nha. Còn nếu mình ưng chậu thì Sơn gửi chậu luôn không sao cả. Nè, mình theo cái bộ cốt nè, cốt rất là đã luôn.
Rồi cho em nói một dòng nữa em. Rồi ok. Rồi cho mình tham khảo lại cận cảnh nè. Để nè. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn cho Thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha. Thì trước mặt sân đây cũng là một cây cẩm thị VIP đây. Nhưng mà gạ mãi thì thằng em nó vẫn chưa có chịu giao lưu. Thì thôi, thì cứ quản sự tùy duyên thôi. Rồi rất cảm ơn nhà mình luôn nha. Nếu nhà mình ưng ý thì cứ liên hệ số điện thoại sơn vừa giao lưu luôn. Rồi rất mong nhà mình xem tin ủng hộ luôn nha. Rồi thân chào nhà mình. Cây này mê mẩn luôn. Cẩm thị nha. Rồi nhà vườn xin chào.